Trời ơi, con cảm ơn dì đó, xúc động lắm luôn á. Hello, mình đang đứng tại Đà Lạt. Đây là cây phượng hồng đẹp nhất và nổi tiếng nhất. Và Hưng đang trên đường đi tìm một bó hoa, hai cái hoa để gửi tặng một người đặc biệt. Người đó đã yêu mến mình, quý mình. Đó chính là bà ngoại 83 tuổi ở tại Đà Lạt, là fan cứng của Đàm Vĩnh Hưng luôn. Thương Đàm Vĩnh Hưng lắm. Ngày nào tôi cũng nghe, lần đầu tiên tôi thấy Đàm Vĩnh Hưng. Lần đầu nghe nói bữa nay là 5 giờ sáng tôi dậy tới giờ. Nay mà coi được là chết cũng được. Rất là mệt mỏi, đồ này kia. Rồi, bà ngoại thì khỏi.
đó mà đi mua. Dạ là có cái thăm. Đi mua cái thăm à? Trời dạ dạ. Thấy con cứ nói hơn liền mình. Có hết trơn vậy hả? Trời ơi, mãi coi con nhắn mỏi. Bà lộ. Bà cũng ghiền bà lộ lắm. Bà lộ rất là hiểu. Cô Dương, cô Dương. Cái xử lý bà lộ cho đây nha. Con đem bà lộ cho ngoại nhìn nha. Có hả? Có. Đẹp không? Trời ơi, con thẳng cháu chứ. Trời ơi, mẹ em không mà xe có. Không sao, cũng là hai ba đợt chứ ngoại bất ngờ mà. Kiếm mấy con lò vô kiếm. Kiếm mấy con lò vô con. Cháu nó vô. Thôi được rồi, đã hẳn vô. Mày có đi lắm. Đây. Đây. Thấy mặt mà. Ai mà cảm ơn con. Bắt đi bà cái đi. Bắt đi bà cái đi. Bắt bà cái. Ơi, con cố gắng học giỏi nữa con. Con lò thầy quen nha. Ok, con ghé thăm lại xíu đi. Ơi. Nha. Rồi tại vì trên đường đi ra phi trường để con đi về sẽ còn không? Dạ, con đi lại cho con. Chúc em chúc hai người nha. Vui vẻ, khỏe mạnh nha. Đừng có quan tâm những cái gì anh nói thì bỏ qua thế. Con thì cố gắng mở mở lên lắm. Cho nhiều cái bộ phim mà ngoài coi nhiều. Mà bây giờ anh cố gắng bước ăn cáp lại.